1. Sống thực tế giữa đời thực dụng. 2. Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng. 3. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. 4. Mình là cá, việc của mình là bơi. 5. Kỳ quặc để tự tin. 6. Lời hồi đáp 1997. 8. Bất kỳ ai cũng yêu mến tôi. 9. Ngày người thương một người khác. 10. 999 lá thư gửi cho chính mình. 11. Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn. 12. Dù sao cũng là chúng ta của tuổi 20. 13. Sẽ không sao mặc đời lao nhao. 14. La gom, biết đủ mới là tự do. Nghệ thuật sống cân bằng hạnh phúc của người Thụy Điển. 15. Rồi cũng phải quen với sự cô đơn. 16. Biết cách tỏa hương để được người thương. 17. John yêu dấu. 18. Nếu em không phải một giấc mơ. 19. Những lá thư không lời hồi âm. 20. Làm chủ tuổi 20.